chị gái đang đi liền bị kéo vào bên trong góc tối, chị cầu xin tên áo đen nhưng hắn vẫn giơ đao lên định sát hại chị. Cũng may bà chủ nhà cùng Vlad đi qua giơ điện thoại về phía hắn khiến hắn sợ hãi bỏ chạy, cô gái hoảng sợ ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy cô đi đến lấy lời khai với đội trưởng công an, cô ấn tượng với con dao hắn định sát hại cô nên đã vẽ lại cho chị công an xem. Chị đem bản vẽ của cô gái về nhà thì tá hỏa phát hiện đây chính là hung khí của tên sát nhân hàng loạt vụ nhà Zaon năm đó. Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ Zaon, anh mang hoa đến thì đã thấy đội trưởng đứng đó. Cô bảo với bố mẹ anh rằng anh vẫn mãi chưa thoát khỏi nỗi đau năm đó mà không chịu đón niềm vui sinh nhật. Có lẽ nỗi đau năm đó quá lớn anh vẫn mãi ám ảnh. Đội của Zaon lại ngồi bàn bạc về vụ án tối hôm trước. Nạn nhân chưa mất mạng nhưng họ vẫn cần phải điều tra kỹ lưỡng. Sếp của Kang Bitna gọi cô lên nói chuyện. Lần này ông không nổi khùng nổi đoá nữa mà mời cô uống trà cực phẩm rồi nhẹ nhàng bảo cô hãy quay về tòa án một thẩm phán đi chứ. Với sự tấn công của cư dân mạng chửi bới cô nhiều thế này thì đến nghị sĩ trong nhờ nữa anh cũng chịu. Lạ thay cô không hề cãi mà đồng ý ngay táp lự, sau đó cô xin phép về làm việc. Như này còn khiến sếp cô sợ hãi hơn, không biết cô còn gây ra trò gì nữa. Kang Bitna về phòng thì Vlad chạy theo bảo cô hãy nghĩ đến những tin đồn về Arong đi, giới ác ma đồn đoán cô ấy là sa tăng đấy. Ánh mắt của cô ấy và cả tính khí khác thường nữa, cô ấy sẽ sớm bộc lộ thôi. Nghe vậy nhưng cô vẫn không tin mà cũng không muốn nghe thêm. Trong khi đó, một cô bé nữ sinh đang đi trên đường thì bị hai bạn học bắt nạt kéo cô vào một góc. Đang chuẩn bị bị oánh thì may Kang Bitna kịp thời đỡ đòn. Cô dạy cho hai đứa côn đồ kia một bài học sau đó tất cả được đưa lên đồn. Cô bé bị bắt nạt lại chính là con gái của đội trưởng cảnh sát. Mẹ cô biết được con gái mình bị bắt nạt nhưng vẫn bình tĩnh nghe đầu đuôi sự việc. Còn hai bà mẹ của hai nữ hổ vồ kia vừa đến đã xông xáo chạy vào hỏi ai oánh con mình rồi hùng hổ đòi kiện Kang Bitna. Anh cảnh sát tiết lộ danh tính của Kang Bitna là thẩm phán thì hai bà mẹ kia mới chịu tắt đài, đúng là mẹ nào con nấy mà. Zaon đứng đó nghe hết mọi chuyện, đã hết việc của mình nên Kang Bitna rời đi, Zaon cũng đi theo sau. Đội trưởng không những không hỏi han con gái mà chỉ trách mắng cô bé tại sao lại đi đến khu đó làm gì. Cô sợ cô bé gặp nguy hiểm nhưng cô bé lại vô cùng tủi thân mà khóc lóc chạy đi mất. Zaon chạy theo cô bé, còn đội trưởng cũng lấy lại bình tĩnh quay sang cảm ơn Kang Bitna đã giúp con gái mình. Zaon đi đến nhà bà lão tóc bạc gõ cửa, bà biết thế nào anh cũng sẽ đến. Anh kể cho bà nghe câu chuyện của mình và Kang Bitna, nói cô là một ác ma. Bà nghe xong cũng hốt hoảng nhưng vẫn nhắc nhở anh nếu ở cùng cô thì một trong hai sẽ phải chết. Ngạc nhiên hơn bà ấy lại quen biết với bố mẹ anh, họ đã nhờ bà giúp đỡ bảo vệ anh. Bà bảo anh hãy ngay lập tức rời khỏi nơi này tránh xa Kang Bitna đi. Sau đó bà bảo anh hãy rời đi, thì ra bà lão là một thiên sứ. Vừa ra ngoài anh lại chạm mặt cô, đã định phớt lờ rồi mà cô còn gọi với lại bảo anh không cảm ơn mình à. Dù sao thì anh cũng vẫn nghi ngờ cô là sát nhân mà thôi vậy nên giờ chỗ nào có anh thì cô sẽ không tới nữa. Nói xong cô ngúng nguẩy bỏ đi vào nhà, cả xóm cùng nhau đến điểm tập kết leo núi, chỉ còn mỗi Kang Bitna chưa thấy đâu. Mọi người chuẩn bị xuất phát thì cô đã lù lù xuất hiện trong sự ngỡ ngàng. Tất cả cùng nhau đi một đường, chỉ có Kang Bitna và Zaon đi đường khác. Trong lúc mọi người đang chụp hình cùng nhau thì hai người họ ngồi một chỗ nói chuyện. Zaon kể cho cô nghe chuyện bố mẹ và em trai anh đã bị sát hại. Anh nghĩ vì anh mà họ đã chết nên hôm đó anh mới thừa nhận mình đã giết người. Kang Bitna khẳng định đó không phải lỗi của anh, nếu không hôm đó anh đã xuống địa ngục rồi, đừng có dằn vặt bản thân nữa. Nghe vậy Zaon xúc động, anh sẽ cố tin cô trong hôm nay. Tối đến cả xóm tụ tập liên hoan, mọi người ai cũng uống nhiều, Zaon cũng bắt đầu ngà ngà say. Bà chủ nhà đang định mở lời bảo cô chuyển đi nhưng cô đã chặn họng luôn và nói mình sẽ không chuyển đi đâu. Zaon nghe vậy thì bắt đầu dịu vào lời ra, nói rằng mình đã bị cô thu hút ngay từ lần đầu gặp ở phiên tòa xử anh. Thấy anh bắt đầu không kiểm soát được lời nói, cô đã lấy tay bịt miệng anh lại, anh ẩn cô ra và nói mình không say tí nào. Khi vừa đứng lên thò đã ngã sập xuống sàn nhà. Kang Bitna đã một mình bế anh về nhà còn đoán được cả mật khẩu nhà anh nữa. Cô đang định rời đi thì Zaon kéo tay cô lại. Anh bắt đầu thổ lộ lòng mình, nói cô sao không tử tế được à, nếu không được thì cứ xấu xa đi sao lại đột nhiên có lúc tốt bụng để anh bối rối làm gì chứ. Anh không muốn tin cô đã sát hại mấy vụ trước và cũng không muốn bắt cô, nói xong anh chìm vào giấc ngủ. Cô đi tìm chăn để đắp cho anh thì đột nhiên thấy lon nước mình uống được để trong túi zip. Cứ tưởng rằng anh giữ nó lại làm kỷ niệm vì có tình cảm với cô, ai dè trên đó lại ghi chữ sông HASEL. Cô nhớ lại ngày hôm đó xử cô BAE ở bờ sông đã vứt lon nước ở đó. Quay về cô hỏi Vlad đã ném lon nước đi đâu, anh nhớ rất rõ mình đã ném vào thùng rác tái chế rồi mà. Arong hùng hổ đi tới vác búa xử Vlad vì tội dám làm hỏng việc. Justitia biết rằng Zaon đã có bằng chứng trong tay rồi, Arong định xử lý Zaon nhưng Justitia đã ngăn lại. Cô bảo đừng làm vậy rồi lại gây sự chú ý. Sau khi cô rời đi Arong thấy Justitia có vẻ khác thường, có lẽ nào cô đã nảy sinh tình cảm với Zaon sao? Arong bảo Vlad quan sát cẩn thận có gì báo lại cho cô ta luôn. Lúc này ở tiệc trao giải, giám đốc công ty Co đang đứng trên bục nhận giải thưởng sau đó anh lên xe tiếp tục lịch trình làm việc dày đặc.
đang ngồi trên xe thấy chú chó bị thương ở ven đường, anh ta liền bảo tài xế dừng xe lại rồi xuống ôm lấy chú chó đầy vẻ tiếc thương đưa lên xe. Tất cả cảnh này đã được người đi đường quay lại. Vậy là tên tuổi của anh ta lại càng được phủ sóng với hàng tá các danh hiệu người tử tế. Vậy mà công nhân của công ty anh ta vẫn biểu tình đòi môi trường làm việc an toàn. Lúc này anh ta đang ngồi nói chuyện với bố mình, ông khen anh ta làm tốt lắm, giờ chỉ còn xử lý vụ biểu tình cho ổn thỏa nữa là đẹp. Anh ta lập tức hành động mời một người đầu đoàn biểu tình đến gặp riêng ở biệt thự gia đình. Anh ta ví von câu chuyện con chó không nghe lời bị nhốt vào chuồng khiến cho ông Won hơi run sợ. Tiếp đó anh ta mời ông đi ăn mì gói, còn chuyển tiền vào tài khoản của ông và đe dọa ông đừng làm anh ta bực. Ông bị dọa sợ quá xin phép rời đi, ra đến ngoài rồi ông vẫn chưa đi vững vì sợ hãi. Đang định gửi tin nhắn cho mọi người thì đã bị đám người mặc đồ đen lôi lên xe. Tỉnh dậy ông đã ở sân golf, tên Choi Won Jong lấy ông làm bia mà cứ thế oánh bóng về phía ông. Mặc cho ông cầu xin nhưng hắn ta vẫn không chịu buông tha. Sau khi hành ông thân tàn ma dại chúng mớ thả ông đi, chiếc máy ghi âm của ông đã bị rơi ra giữa đường trong lúc ông lê lết đi trên đường. Vợ con ông đi đến trình báo cảnh sát nhưng họ chưa thụ lý vì là người trưởng thành chưa mất tích quá 24 giờ họ cũng không làm gì được. Kang Bitna đang ngồi ăn trưa cùng đồng nghiệp thì nghe được tin trên TV về vụ mất tích của ông Won. Vụ này lại được sở cảnh sát Nobong nơi Jaon làm việc phụ trách. Bọn họ lại cà khịa Kang Bitna khiến cô nổi đóa lên. Cô nhận được cuộc gọi của hai người dọn dẹp, bọn họ đến quán cà phê nói chuyện. Hai người họ xin cô tìm hiểu vụ án của ông Won vì họ ở cùng xóm với ông ấy hay được ông giúp đỡ. Cô hỏi tên của ông rồi viết lên gương thì không có tin tức gì, ông ấy thực sự đã chết rồi. Lúc này ở trên núi có người đàn ông đang định tè bậy thì phát hiện ra xác ông Won treo lơ lửng trên cây. Tên Choi Won Jong đã có mặt ở sở cảnh sát phối hợp điều tra, nhìn bộ dạng thản nhiên của hắn mà lạnh tóc gáy. Hắn đi vào bên trong lấy lời khai cùng Jaon và đội trưởng của anh. Họ đã tìm thấy máy ghi âm của ông Won ở đường gần sân golf của hắn, có bằng chứng mà hắn vẫn chối bỏ việc hành hung ông, còn ngang nhiên thách thức nói những người như ông ấy là hạ đẳng. Hai người họ rất ức chế với thái độ của hắn mà không làm gì được. Ngay khi hắn ra khỏi phòng thì sở trưởng đã gọi hai người lên gặp, ông ta yêu cầu che đậy vụ án của Choi Won Jong đi. Nhưng Se Yong và Jaon vẫn nhất quyết cãi lời và sẽ điều tra đến cùng. Jaon đi đến động viên chị Se Yong nhưng cô nói không sao cả, mặc kệ sở trưởng đi, chúng ta sẽ làm đúng chức trách của một thanh tra. Cô cũng bảo anh ngoắc tay với mình giữ đúng lời hứa làm tròn chức trách. Chủ tịch Choi thấy sự tình ngoài tầm kiểm soát nên đã đến cầu xin nghị sĩ trong giúp sức. Và rồi vụ này đã được giao cho Kang Bitna, có vậy thì nó mới trở nên ngớ ngẩn thoát tội được. Phiên tòa đã được xét xử, mọi thành phần trong phiên tòa đều đã được mua chuộc, vừa nhìn cô đã thấy ngứa mắt. Không thấy vui vẻ gì, cô liền kết thúc phiên tòa. Về đến văn phòng thấy báo Jaon hẹn cô đi cà phê. Cô vui lắm nhưng đến nơi thì vẫn ra rẻ không quan tâm. Anh định vòng vo hỏi han nhưng cô bảo anh hãy vào thẳng vấn đề đi. Anh muốn cô đến gặp người nhà nạn nhân để có thêm góc nhìn khác nhưng cô nói rằng cảnh sát cũng không tìm ra bằng chứng thì cô làm được gì chứ. Anh cuối cùng cũng ngỏ lời cầu xin cô là ác ma mà nên chắc chắn cô có cách, nghe mùi lòng nên cô đã quyết định giúp. Hai người đi đến nhà xác nơi ông Won nằm, cô đặt tay lên trán ông và đã nhìn thấy tất cả những đau đớn ông phải chịu trước khi chết. Nhưng cô vẫn nói với anh đúng là ông Won đã tự sát. Lúc này Se Yong và đồng nghiệp đang ở khu vực nhà máy, chính cô đã bảo đồng nghiệp gạt hết các vụ khác đi để điều tra kín vụ hành hung ở khu biệt thự và giấu Jaon. Trong lúc đồng nghiệp đi mua đồ ăn thì cô thấy cô chủ nhà đứng một mình ở khu đó, cô liền đi xuống hỏi và nhắc nhở chủ nhà đừng ở đây một mình nguy hiểm. Khi cô vừa đi lên xe thì tên sát thủ mặc đồ đen đi tới, cô gọi điện cho đồng nghiệp nhưng anh ta còn đang mải buôn với bạn gái. Không còn cách nào khác cô đành đi tới hành động một mình, cô chạy tới oánh nhau với hắn. Sau một hồi rượt đuổi oánh trả đầy nguy hiểm cô đã đuổi được hắn vào ngõ cụt và chĩa súng về phía hắn. 25 năm cô đã đợi ngày này để bắt được hắn rồi. Lúc này Jaon đang ngồi trên xe cùng Kang Bitna, anh hỏi cô đã nhìn thấy gì nhưng cô bảo đừng cố hỏi thêm gì nữa chỉ cần biết là ông ta tự sát là được rồi. Hai người đang đi thì bắt gặp đồng nghiệp mua đồ ăn về, hỏi ra mới biết rằng anh ta cùng thanh tra Kim đang nằm vùng ở đây, bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng đoảng một cái. Jaon nhanh chóng chạy đi tìm cô thì tìm thấy con dao của tên đồ đen, anh chạy đến con ngõ thì ngỡ ngàng với vũng máu trước mắt mình. Kang Bitna cũng đã chạy đến chỗ Jaon, nhìn thấy anh suy sụp như vậy đột nhiên tim cô lại đập nhanh. Mọi người tụ tập tại nhà bà chủ nhà sau vụ của đội trưởng So Yong. Tất cả dặn nhau phải cẩn thận rồi nắm tay nhau cầu nguyện, chỉ có bà lão và Kang Bitna là ngoài cuộc. Lúc này ở sở cảnh sát mọi người đang họp chiến lược truy tìm manh mối của thanh tra Kim, đội của Jaon không được tham gia vì tinh thần họ không bình tĩnh sẽ ảnh hưởng đến công việc. Mọi người trong đội anh ai nấy đều rối như tơ vò, Jaon trấn an mọi người sau đó đến nhà thanh tra Kim xem tình hình thế nào. Lúc này cô bé Dehi đang khóc nức nở nhìn thấy Jaon đi đến cô bé chạy lại bảo anh hãy mau tìm mẹ cho mình đi. Chồng So Yong đưa cho anh tập tài liệu về tên sát thủ năm đó, cô đã kể cho chồng nghe mới đây về sự xuất hiện trở lại của hắn. Nhưng chồng cô cũng không quên nhắc nhở Jaon hãy giữ bình tĩnh của người sĩ quan mà không hành động cảm tính. Anh cầm tập hồ sơ mà cảm xúc lẫn lộn.
Khi vừa trở về nhà thì anh liền chạm mặt Kang Bitna. Cô hỏi tình hình thanh tra Kim thế nào rồi thì anh nói cô ấy sẽ sớm quay trở lại thôi. Nhìn khuôn mặt anh thản nhiên bình tĩnh đến lạ khiến cho Kang Bitna lại càng lo lắng. Cô đến văn phòng ngồi trước gương mà viết tên của So Yeong, nhưng rồi cô ấy lại đóng gương lại và tin tưởng vào Jaon, thanh tra Kim sẽ quay lại thôi. Cô đang định nhắn tin cho anh hỏi han thì anh đã nhắn rủ cô đi đến gặp một người. Người này là đồng nghiệp của ông Won, anh ấy đồng ý đứng ra làm chứng cho ông Won về việc ông không có cờ bạc nợ nần gì để phải tự sát cả. Đến ngày phiên tòa diễn ra, mọi người đợi hơn một tiếng mà nhân chứng mãi không thấy đâu. Khi Kang Bitna cho thời gian thêm 5 phút nữa thì anh ta đi đến. Anh ta đã bị mua chuộc và khai nhận ông Won bị nợ một khoản tiền lớn do cờ bạc. Kang Bitna nghe mà ngán ngẩm, thế mà tên Choi Won Jung kia cũng nghĩ ra kịch bản này được. Ông Won nợ tiền nên đã tống tiền hắn bằng cách đình công, hắn buộc phải đưa tiền cho ông ấy để chấm dứt đình công. Và rồi ông Won tự sát, tên Choi Won Jung ngồi đó mà cúi đầu xuống mà bật cười khoái chí. Kang Bitna cho dừng phiên tòa đợi đến ngày tuyên án. Jaon tức giận chạy đuổi theo nhân chứng nhưng anh ấy chỉ biết cúi đầu xin lỗi, nhìn là biết anh ấy đã bị đe dọa rồi. Tối đến, Kang Bitna cùng đi ăn tối với bố con nghị sĩ Trong và chủ tịch Choi. Mấy người họ cầu nguyện trước khi ăn rồi nhân danh Chúa tử tế lắm. Chủ tịch Choi còn nói rằng con trai mình đang cầu nguyện xin Chúa tha tội cho ở trong tòa kia. Nhưng quái lạ không hề thấy xin nạn nhân hay sám hối ăn năn, điều này càng khiến cô ngán ngẩm hơn. Sau bữa tiệc cô đi đến tiệm tạp hóa nơi Arong làm việc, cô ấy đã tìm ra được nhân chứng duy nhất về tên sát thủ Ji giết người hàng loạt năm đó. Người ấy không ai khác chính là Jaon. Arong nhìn thấy biểu hiện của Justitia khác lạ, đáng nhẽ con đường trở về địa ngục của cô sắp đến rồi cô phải mừng chứ, nhưng nhìn cô lại sững sờ. Lúc này ở đồn cảnh sát, Jaon phán đoán về số phận của tên Choi Won Jung. Bọn họ phải bảo vệ được tên đó, nếu không hắn sẽ lại chung cảnh ngộ với những nạn nhân trong phiên tòa trước của Kang Bitna. Anh họp xong với đồng nghiệp thì đã thấy Kang Bitna đến tìm mình. Cô nói muốn nghe chính xác một câu chuyện từ miệng anh nói. Nhưng rồi cô lại chỉ hỏi anh hiện tại là mấy giờ, sau đó rời đi vì cô đã có câu trả lời rồi. Jaon dặn cô hãy làm tốt phiên tòa tuyên án sắp tới và anh cũng vậy. Ngày tuyên án đến do không có chứng cứ gì cả nên cô đã tuyên án hắn 1 năm tò, 40 giờ phục vụ cộng đồng. Con gái của ông Won đã vô cùng kích động trước phán quyết của cô rồi ngất lịm đi ngay trước phiên tòa. Ngày hôm sau cô lại được đưa lên khắp các mặt báo chỉ trích. Sếp của cô miệng thì phẫn nộ nhưng lòng vui sướng vì chuẩn bị nhận được mảnh đất vị trí đắc địa rồi. Kang Bitna chúc mừng anh ta vì được nghị sĩ trong tin dùng. Cô cũng nhắc nhở đồng nghiệp đừng có cằn nhằn nữa, cô sẽ nghĩ việc khi sẵn sàng. Về tới văn phòng, cô không thể chịu nổi khi thấy mọi người đang xử lý khiếu nại về tuyên án của mình. Cô giật hết cả dây điện thoại ra. Cô không hiểu sao ánh mắt Jaon nhìn mình như vậy trên phiên tòa nghĩa là gì. Valak đi vào báo cho cô biết việc Arong đã nghe ngóng mọi thứ. Khi có tín hiệu gì cô ấy sẽ báo cáo ngay. Anh cũng cảnh báo Justitia rằng Arong rất có thể là Satan. Cô ta sẽ đâm sau lưng cô bất cứ lúc nào. Vậy mà cô vẫn không chịu nghe. Cô đánh trống lảng sang chuyện khác, hỏi tình hình con gái ông Won thế nào rồi. Biết được cô ấy đang điều trị ở bệnh viện nhưng miệng cô vẫn nói không quan tâm. Lúc này cô bé đang điều trị ở bệnh viện. Trong lúc người mẹ suy sụp vì bệnh tình của con gái thì cô bé đã tỉnh dậy một cách thần kỳ khiến cho bà rất mừng. Hai anh dọn dẹp đã làm nên chiến tích, một anh thì thiêu hủy xác ở nơi nhà máy thực phẩm không để đổ tội cho bọn chúng, một người thì bí mật tài trợ tiền chữa bệnh cho cô gái. Cô bé con của ông Won bằng một cách thần kỳ nào đó khối u đã nhỏ đi, quả nhiên cô bé đã được thiên thần ghé thăm, không ai khác chính là bà lão. Đúng là phép lạ sẽ xảy ra với người thiện lành mà. Trong khi đó Jaon đi đến tìm Choi Won Jung, anh hỏi hắn sao lại từ chối bảo hộ, kể cả có ai tấn công hắn thì hắn cũng không sợ đâu. Jaon nghe vậy thì thôi đành trở về báo lại với đồng nghiệp, họ cũng sẽ tập trung làm việc khác. Lúc này Justitia đã chuẩn bị hành động, cô nhìn thấy qua gương hắn đang ngồi ở nhà thờ cầu nguyện, cô đã lệnh cho Arong bắt đầu. Arong giả dạng giọng trẻ con gọi điện đến cho hắn nói rằng cho bằng chứng hắn thuê côn đồ bắt ông Won rồi sát hại ông ấy, sau đó kêu hắn đến điểm hẹn một mình thì sẽ giao bằng chứng cho hắn. Nghe vậy hắn liền cắt đuôi cảnh sát một mình lái xe đi, tên này tự tin có thừa luôn. Kang Bitna trang điểm xinh đẹp vừa mở cửa ra đã thấy Jaon đứng ngoài, anh muốn nói chuyện với cô. Anh bảo cô hãy nói rõ ràng sự thật đi, anh không muốn tự tay bắt cô. Cô lại hỏi anh về tên sát thủ Ji, anh hãy thành thật với bản thân mình đi, đã hết thời gian xét xử rồi anh có bắt được hắn thì cũng chẳng làm gì được. Nhưng nếu anh giúp cô bắt được hắn thì cô sẽ cho hắn bị trừng trị thích đáng, điều mà pháp luật không làm được. Anh nói mình là cảnh sát nên không thể làm như vậy được. Kang Bitna nghe thế thì liền rời đi. Cô nói đây cũng là cơ hội cuối cùng của anh rồi. Ngay khi cô xoay người thì anh đã nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng. Anh bảo cô hãy tin tưởng mình và bảo mọi thứ không phải lỗi của anh vậy là được. Justitia may vẫn giữ được lý trí đẩy anh ra. Lúc này tên Choi Won Jung đã đến khu vui chơi. Valak và Arong đã song kiếm hợp bích trích thuốc cho hắn thành công. Khi tỉnh dậy hắn đã được ở đấu trường golf. Justitia bắt đầu biểu diễn oánh bóng liên tục về phía hắn như cách hắn đã làm với ông Won. Sau đó cô lại thả hắn ra ngoài, hắn tưởng là đã được cứu gói lấy gọi để chiếc xe đang tiến tới. Ai dè lại là hai anh chàng dọn dẹp chơi ú ỏa với hắn.
Họ lấy bao tải trùm kín mặt hắn rồi dẫn hắn lên rừng chơi cho mát. Hắn đang tìm đường bỏ trốn thì bị chiếc dây thừng thắt cổ treo lên cây. Hai anh chàng dọn dẹp lại cho hắn vào thùng đóng nắp lại. Hắn dãy dụa ở bên trong một hồi, khi mở được nắp thì không gian mới lại xuất hiện. Hắn lại đang ở khu vui chơi khiến cho hắn trợn tròn mắt. Cang Bít Na thần thái xuất hiện đầy quyền lực đi tới trước mặt hắn. Cô tuyên bố bây giờ trò chơi mới chính thức bắt đầu. Cô hỏi anh có chịu nhận tội đã sát hại ông Won không? Hắn vẫn giả mồm chửi cô. Đã vậy thì cho hắn game vui hơn. Cô búng tay một cái, hai chú thú vật xuất hiện cho hắn chạy tóe khói. Hắn chạy vào nhà bán vé ẩn nấp trong đó nhưng chạy đâu cho khỏi nắng. Hắn có chạy đằng trời lại quay về chỗ Justitia đang đứng. Hắn sợ hãi chạy lên trên cáp treo. Justitia thấy vậy búng tay một cái đi lên đó oánh hắn một trận tơi bời trên cáp treo vòng quanh mặt trời. Bị cho một trận như tử rồi hắn mới chịu quỳ xuống cầu xin tha tội, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Justitia kết liễu hắn ở bên trong, tuyên án hắn đuổi xuống địa ngục, còn bên ngoài pháo hoa ngập trời. Cửa địa ngục sẵn sàng đưa hắn về nơi hắn thuộc về. Cô kéo xác tên Choi Won trong xuống dưới thì Zaon đã cầm sẵn máy quay buộc tội cô. Không ngờ anh đã cố tình ôm lấy cô lúc đó và gắn định vị vào áo cô. Nhưng khi anh đi đến nơi thì mọi thứ đã quá muộn, cô đã xử lý xong tên Choi Won dùng. Cô bảo anh hãy đưa điện thoại cho mình nhưng anh không đưa, còn ném bột lưu huỳnh về phía cô. Điều này anh đã được Valak vô tình dạy, vì thế mà cô sẽ bị mất đi sức mạnh trong một giờ. Ngay khi anh còng tay cô lại thì anh nhận được điện thoại báo tin đã tìm thấy thanh tra Kim. Anh còng tay cô vào cột sau đó phi như bay đến hiện trường. Nhưng khi anh đến nơi thì anh như chết lặng đi. Cô ấy đã bị tra tấn đầy đau đớn khiến cho anh không cất lên lời. Cảnh sát của cô tên sát thủ G đã cố tình để lại tín hiệu. Anh nhớ lại ngày hôm đó, anh đã trốn vào phòng và được thanh tra Kim đi đến ôm lấy anh. Anh hỏi cô ấy bao giờ bố mẹ và em trai mình quay lại. Cô nói rằng sớm thôi nhưng cô lại khóc. Lúc đó anh biết rằng họ sẽ không quay về. Cô bảo anh hãy trở thành cảnh sát để lấy lại công bằng cho bố mẹ và em trai. Khi nghe tin không có ai nhận nuôi anh, còn chứng kiến anh bị bạn bè bắt nạt, cô đã đến thăm anh và còn bị anh ném đá bị thương ở tay luôn. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, hai vợ chồng cô đã thay bố mẹ anh mà đến trường tham gia hoạt động gia đình cùng anh. Zaon đã xúc động, anh chủ động đến lau vết thương cho cô và đồng ý đến sống chung cùng vợ chồng cô. Ngày ấy như vừa mới hôm qua thôi, lúc này Justitia đã lấy lại được sức mạnh, cô bẻ gãy còng tay rồi đi ra ngoài. Cô định cầm thanh gậy sắt tiến đến chỗ Zaon thì anh đã chủ động đập nát chiếc điện thoại của mình đến nỗi bàn tay đầy máu. Anh đưa nó cho cô rồi xin cô hãy giúp mình đưa tên sát thủ G xuống địa ngục, anh sẽ tự tay kết liễu hắn rồi sẽ dâng mạng cho cô. Nghe vậy thì Justitia đã rơi nước mắt, cô quay lại nhìn Zaon đầy xúc động. Tập 8 của bộ phim Thẩm phán đến từ địa ngục đã kết thúc. Các bạn đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé!